Thế nhưng có cần phải đi tìm bác sĩ hay không? Có thể đi bác sĩ, Phật không phản đối. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời thì bảo đệ tử có thể tiếp nhận bốn loại cúng dường. Thứ nhất là ăn uống, mỗi ngày ra ngoài khất thực, người ta cho bạn một bát cơm có thể tiếp nhận. Thứ hai là y phục, y phục mặc hư rồi, rách rồi, có thể tiếp nhận y phục. Thứ ba là ngọa cụ, buổi tối ngủ nghỉ, bởi vì năm xưa khi Phật tại thế, nơi đó là vùng nhiệt đới, đời sống rất đơn giản, không cần thiết phải rất nhiều quần áo. Ba y là đủ. Buổi tối ba y là mền để đắp, bên dưới có một miếng vải lót ở trên đất, đó gọi là ngọa cụ, cái này có thể tiếp nhận. Loại thứ tư, khi bị bệnh tiếp nhận thuốc men. Cho nên nhà Phật không cấm kỵ bị bệnh đi khám bác sĩ, không hề cấm. Bị bệnh phải nên đi bác sĩ. Nếu thật như người tiểu diện Sơn Tây, bác sĩ tuyên bố không thể trị khỏi, thì bạn một lòng niệm Phật, không nên cầu sống lâu, không nên cầu khỏi bệnh. Một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu như thọ mạng của bạn chưa đến thì sẽ khỏi. Thọ mạng đến rồi, bạn liền đến thế giới cực lạc, là việc tốt, không phải việc xấu. Cho nên tâm cảnh của họ rất bình hòa, không có khủng hoảng, không có lo buồn, không có phiền não. Việc này gợi lên tác dụng rất lớn đối với việc trị liệu của bác sĩ. Bác sĩ trị bệnh cho người bệnh là duyên phận. Duyên phận gì vậy? Người bệnh có lòng tin đối với bác sĩ, có lòng tin đối với thuốc men, bác sĩ cũng có lòng tin đối với người bệnh, thì bệnh này liền trị được khỏi. Nếu như không có lòng tin, hoài nghi đối với bác sĩ, cũng hoài nghi đối với thuốc uống, cái bệnh này một chút biện pháp cũng không có. Bác sĩ có giỏi hơn cũng không được, cũng không trị khỏi được bệnh của họ. Có thể thấy được khi con người bị bệnh có thể hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh hay không. Ý niệm là thứ nhất, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.